Xin chào mọi người đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau khi đám người Tiêu Viêm dùng mưu hèn kế bẩn xong, thì cuối cùng cũng đã giết được võ trưởng lão thực lực bát tinh sơ kỳ của đan điện. Thú hỏa của võ trưởng lão phẩm chất không tệ, mang về đưa cho Tiêu Long nhất định sẽ rất cao hứng. Trong nạp giới của võ trưởng lão, trừ một chút dược liệu phổ thông ra, thì không có vật gì tốt nên Tiêu Viêm thẳng tay ném vào trong thông đạo. Tiêu Viêm đưa ánh mắt nhìn về phía đan diễm đang nằm trên đỉnh núi tuyết, lướt thân mà lên, mọi người theo sát. Võ trưởng lão mặc dù chết rồi, nhưng hai đạo đấu khí vòng bảo hộ của hắn bày ra vẫn còn tồn tại. Đan diễm nằm ở trong đó vẫn hôn mê bất tỉnh, Tiêu Viêm con mắt hơi khép, lồng ngực chập trùng, hắn thật rất muốn đem đan diễm giết chết, hận hận thở sâu khắc chế chính mình. Tiêu Viêm dương lên thiên hỏa tuyên cổ xích, chuẩn bị thi triển thiên xích vô ảnh bổ nát đấu khí vòng bảo hộ, nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, quay người hướng nơi xa nhìn lại, mọi người cũng nhao nhao nghiêng đầu thuận theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lại, tuyết vực phong tuyết tràn ngập, tầm mắt khó mà vươn xa, nhưng tất cả mọi người vẫn là rõ ràng, nhìn thấy, trên bầu trời có một điểm đen đang bay tới bọn hắn, tại bên trong một mảnh trắng xóa lộ ra phá lệ dễ thấy, cứ việc nó chợt cao chợt thấp, khi thì trái một điểm khi thì phải một điểm, phảng phất là tại theo gió mà đãng, chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Rất quỷ dị, trong mắt mọi người có kinh ngạc, có nghi hoặc, có ngưng trọng, theo điểm đen càng phiêu càng gần, điểm đen dần dần biến lớn, cũng dần dần rõ ràng, ánh mắt của mọi người nhất thời trừng căng tròn, cái điểm đen kia rõ ràng là một người áo đen, từ trên thân không cảm giác được sinh mệnh ba động, cũng không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ nhìn thấy một thân thể gầy còm dị thường lộ, ra khi áo bào bị gió thổi mạnh kề sát thân, cái này khiến mọi người không khỏi tóc gáy dựng đứng, da đầu tê dại một hồi, đây rốt cuộc là người sống hay là thây khô? Nếu như là người sống, vì sao không có sinh mệnh chấn động? Nếu là thây khô, thì dạng thây khô gì mà lại theo gió phiêu lãng? Lại làm sao có thể hướng bọn hắn bay tới, mà không phải bị gió nâng lên khắp nơi loạn phiêu, quá quỷ dị. Tại bên trong tuyết vực đột nhiên gặp phải một màn này, khiếu chiến thanh âm nhịn không được có chút phát run, ta thấy là có người giả thần giả quỷ, nhìn phương hướng của nó rõ ràng hướng chúng ta mà đến, lai giả bất thiện, tự ảnh với trực giác của nữ nhân suy đoán, nắm chặt lưỡi dao trong tay, tản mát ra sắc bén hàn quang, mọi người nghe tự ảnh nhắc nhở, thân thể đều căng thẳng lên, nếu đúng như vậy, chỉ sợ không phải là dấu hiệu tốt gì, một nhân vật ngay cả Tiêu Viêm còn thăm dò không ra, như thế nào dễ dàng đối phó. Mọi người binh khí đều nắm chặt, để nằm ngang ở trước ngực, như lâm đại địch, thay khô áo bào đen quỷ dị phiêu đến, cách đám người Tiêu Viêm còn khoảng chừng trăm trượng đột nhiên bất động, phảng phất sức gió tại thời khắc này đối với nó hoàn toàn mất đi tác dụng, một chút xíu sinh cơ chấn động ở trên người chậm rãi tỏa sáng, lão đại, muốn thừa dịp quái nhân này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, bắt hắn cho chặt không? Từng màn phát sinh trước mắt vượt ra khỏi nhận biết của khiếu chiến, môi hắn không biết là bởi vì sợ hay là khẩn trương nổi lên có chút màu trắng, thấp giọng đề nghị, ta đồng ý với đề nghị của khiếu chiến. Tại trong hoang sơn dã lĩnh này có quái nhân tùy tiện mà đến, tuyệt không phải người lương thiện, không bằng tiên hạ thủ vi cường, bất an trong lòng tự ảnh càng thêm rõ ràng, mặc dù thay khô áo bào đen cho tới bây giờ không có tán phát ra địch ý gì, nhưng trực giác của nàng lại làm cho nàng tình nguyện tin tưởng quái nhân là địch không phải bạn. Tiêu Viêm siết chặt thiên hỏa tuyên cổ xích trong tay, bàn tay bởi vì dùng sức quá độ mà nổi bật ra nhiều sợi gân xanh, hiển nhiên trong lòng cũng tại thiên nhân giao chiến, dị thường xoắn xuýt, thân là cao giai đấu đế, cái thủ hạ đều nhiễm lấy vô số máu tươi, đương nhiên sẽ không phải là hạng người dễ nhân từ mà nương tay, trong tình huống có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, lựa chọn ra tay trước, đem nguy cơ bóp chết tại trong nồi, cho dù giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua, cơ hồ đều là sự tình mà tuyệt đại bộ phận đấu đế đều làm qua. Tiêu Viêm mặc dù không đồng ý tại tình huống không rõ mà xem mạng người như cỏ rác, nhưng hắn cũng có chỉ ý động thủ, không hạ tử thủ, muốn xuất thủ trước đem tên quái nhân áo bào đen khống chế lại, đây là suy nghĩ hưng khởi của Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn không có động thủ, bởi vì hắn nhìn không thấu tu vi của tên quái nhân áo bào đen, liền không có nắm chắc cơ hội khống chế hắn, tùy tiện mà động, sợ rằng sẽ càng thêm chọc giận đối phương, dẫn đến tình thế chuyển biến xấu. Nghe Tiêu Viêm giải thích, mọi người một mảnh trầm mặc, trong lòng lại là càng thêm nặng nề, vừa mới thoát được nguy hiểm này lại gặp nguy hiểm khác. Sinh cơ trên thân quái nhân áo bào đen tỏa sáng càng ngày càng đậm, trên người tà khí tùy theo mà trướng, tại trên thân chỗ bị tà khí nhiễm trở nên âm u một mảnh, phảng phất người này là từ một nơi hắc ám đến, liền ngay cả ánh sáng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhìn qua cái mảnh hắc ám kia, mọi người trên mặt huyết sắc rút đi mấy phần. Đến nay bọn hắn y nguyên phán đoán không ra thực lực của quái nhân áo bào đen. Đám người Tiêu Viêm mắt liếc qua đan diễm nhịn không được, muốn xuống tay diệt trừ tên hỗn trứng này, miễn sẽ phát sinh thêm biến cố gì. Đan diễm thương thế kỳ nặng, nhất thời nửa khắc vẫn chưa tỉnh lại, càng chạy không thoát, ứng phó với tình huống trước mắt rồi lại nói. Tiêu Viêm đoán được tâm tư của mọi người, thu hồi ánh mắt, thấp giọng dặn dò một câu, khặc khặc, một tiếng cười cực kỳ chói tai từ bên trong áo bào đen phát ra, như là hai khối thanh đồng ma sát, khó nghe đến cực điểm, thân thể tên quái nhân áo bào đen chậm rãi thẳng tắp, đứng ở không trung, không nằm sấp nữa, tự nhiên dung mạo cũng liền hiển lộ tại trong mắt đám người Tiêu Viêm. Quái nhân áo bào đen chậm rãi ngẩng đầu, mọi người không khỏi hít vào khí lạnh, toàn thân thẳng nổi da gà, cái kia căn bản không phải là một khuôn mặt người, không có cái mũi, không có miệng, cũng không có lỗ tai, chỉ có hai mắt thật to phát triển bề ngang tại chính giữa mặt, lại không có con ngươi, giống như mạng nhện tơ máu lan tràn trên nền trắng xóa, trừ con mắt ra, những địa phương khác trên khuôn mặt tất cả đều là mù động dày đặc, co rụt lại giống như là đang hô hấp, khiến người buồn nôn nhất chính là, còn có một đầu tiểu xà tại trong động mủ di chuyển, bộ dáng này đã không thể dùng từ buồn nôn để hình dung, mà là khủng bố, càng khiến mọi người lông tơ nháy mắt dựng thẳng.
chính là thân áo bào đen quái nhân ngay lập tức tản ra đấu khí chấn động. Tiêu Viêm hoàn toàn cảm thụ không ra cấp bậc đấu khí chấn động, lại so với đan điện khách khanh trưởng lão đấu khí chấn động còn mạnh hơn không ít, khiến cho Tiêu Viêm có cảm giác một loại thâm bất khả chắc, chí ít bát tinh trung kỳ. Càng làm cho Tiêu Viêm trong lòng đại chấn chính là áo bào đen quái nhân đấu khí chấn động lại không mang một điểm cảm xúc nào, làm cho người ta cảm thấy rất yên tĩnh, lại có cảm giác muốn lấy mạng, nhanh chạy, không là đối thủ. Cảm giác nguy cơ sinh tử phá lệ mãnh liệt, Tiêu Viêm lập tức quay người muốn chạy, nhưng hết thảy tất cả đều trở nên chậm chạp. Những người khác cũng giống như Tiêu Viêm, không thấy áo bào đen quái nhân thi triển đấu kỹ, chỉ là vừa phát ra khí thế, liền có thể khiến chung quanh gió đều tĩnh lại, làm không khí chung quanh đều trở nên đặc dính, để hết thảy đều trở nên chậm chạy. Áo bào đen quái nhân có dạng năng lực gì? Tiêu Viêm trong đầu một mảnh oanh minh, cảm giác sinh tử nguy cơ trước nay chưa từng có mãnh liệt như vậy. Tiêu Viêm quay đầu, muốn nhìn áo bào đen quái nhân một chút, xem có phải đã hành động trở nên chậm chạp hay không. Nhưng mà, Tiêu Viêm vừa quay đầu liền kinh lớn mắt. Áo bào đen quái nhân không ngờ đã cách hắn gần trong gang tấc, một mùi tanh hôi khiến người buồn nôn muốn ói lao thẳng tới miệng mũi. Cũng đúng lúc này, tất cả trở nên chậm chạp, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Viêm cùng mọi người thân hình lập tức bạo vút đi. Áo bào đen quái nhân một trường liền hướng Tiêu Viêm chụp tới, trên bàn tay đen nhánh khe rãnh tung hoành, còn duỗi ra như là móng tay thép nguội bén nhọn. Hiển nhiên, áo bào đen quái nhân liền hướng về phía Tiêu Viêm mà tới, mà lại hiển nhiên nằm chắc thắng lợi trong tay, không có chiêu thức hoa lệ, mà là một chảo phổ thông như vậy, liền muốn đưa Tiêu Viêm vào chỗ chết, vừa mới dừng lại để Tiêu Viêm đã mất đi phòng bị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cứ việc Tiêu Viêm cực tốc lui lại, đồng thời thánh giáp hộ ấn cùng ngũ hành linh ấn lập tức che thể, nhưng móng tay dài bén nhọn của áo bào đen quái nhân chỉ là có chút dừng lại liền cào nát hai đại linh ấn phòng hộ, xuyên thẳng vào bụng dưới của Tiêu Viêm, bụng dưới truyền đến kịch liệt nhói nhói, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm nhận được móng tay dài của áo bào đen quái nhân cắm vào, chỉ sợ sau một khắc ngũ tạng lục phủ của hắn liền sẽ bị áo bào đen quái nhân một thanh kéo ra. Tiêu Viêm không khỏi có chút tuyệt vọng. Tiêu thiếu, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh, lại bất lực. Lúc này mọi người lại quay người, đồng loạt tấn công mạnh đến áo bào đen quái nhân cũng đã không còn kịp rồi. Kiệt 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 kiệt, áo bào đen quái nhân phát ra nụ cười đắc ý quái dị. Hắn không có miệng, thanh âm cảm giác như là từ đỉnh đầu phát ra. Ta muốn ăn các ngươi, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt sinh tử của Tiêu Viêm này, áo bào đen quái nhân bỗng thu về bàn tay, đột nhiên ngẩng đầu. Mắt to cực độ ngưng tụ, cũng lập tức lướt thân nhanh chóng thối lui, tựa hồ cảm nhận được cái gì khiến cho hắn sợ hãi. Mọi người cùng Tiêu Viêm tại một tích tắc này đều cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ trong thể nội Tiêu Viêm có cái gì có thể để cho tên áo bào đen quái nhân rất là e ngại. Lúc mọi người cảm thấy khó hiểu, Tiêu Viêm chỗ mi tâm kim quang lóe lên bay ra một cái tiểu tháp vàng óng ánh, đang dần lớn lên hơn 10 trượng, hướng về tên áo bào đen quái nhân đang nhanh chóng thối lui truy nện mà đi. Thấy áo bào đen quái nhân cùng một tòa tiểu thuyết đồi ầm vang biến mất, trừ Tiêu Viêm cùng Long Ý ra, những người khác nhất thời đều chưa kịp phản ứng, đều kinh trương miệng, khắp khuôn mặt đầy kinh ngạc, trong chốc lát đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là áo bào đen quái nhân chỉ một lần phát lực một chảo liền có thể đem Tiêu Viêm giết, làm sao lại biến thành áo bào đen quái nhân chạy trối chết, còn bị một tòa kim tháp bỗng xuất hiện từ hư không đánh cho không có ảnh? Chẳng lẽ tòa kim tháp này chính là bí mật của Tiêu thiếu? Nhưng lúc này Thanh Mộc Nhi lại không để tâm đến bí mật của Tiêu Viêm, bởi vì nàng nhìn thấy Tiêu Viêm tay che bụng dưới tại từ từ lui lại, máu tươi cuồn cuộn toát ra. Thanh Mộc Nhi bận rộn lo lắng tới đỡ ở Tiêu Viêm, mặt mũi trắng bệch, tên nhóc lừa đảo, ngươi thế nào rồi? Đừng làm ta sợ. Thanh Mộc Nhi không biết như thế nào cho phải, hai chân thẳng đập mạnh đối với mọi người ở phía xa đang còn nhìn lại hô to, các ngươi đừng ngẩn ra đó nữa, tên nhóc lừa đảo bị thương nặng rồi. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, gấp chạy tới, thấy Tiêu Viêm bị thương nặng như vậy cũng đều gấp, lại cũng không biết nên làm như thế nào. Thanh Mộc Nhi gấp đến độ sắp khóc, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi, đừng lo lắng, không có việc gì. Chịu cơn kịch liệt đau nhức an ủi Thanh Mộc Nhi một câu, Tiêu Viêm nhờ Thanh Mộc Nhi nâng đỡ liền ngồi xếp bằng xuống, từ trong nạp dưới xuất ra mấy đan dược chữa thương, dược lực của đan dược để bụng dưới của Tiêu Viêm ngừng chảy máu, nhưng miệng vết thương bắt đầu hiện ra lục tử sắc. Móng tay của tên áo bào đen quái nhân không ngờ lại mang theo kịch độc, thương thế như vậy không chỉ có ảnh hưởng đến năng lực hành động của Tiêu Viêm, nếu càng kéo dài chỉ sợ còn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Mà đúng lúc này, một vệt kim quang xuất vào mi tâm Tiêu Viêm, đồng thời trong đầu Tiêu Viêm vang lên thanh âm của Trạm lão, đi nhanh lên, hắn không có chết, ngay cả tử thần hư linh tháp cũng không có đem tên áo bào đen quái nhân đập chết được sao? Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, cấp bách đối với mọi người quát khẽ, hắn không có chết, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đi mau. Lập tức lại phân phó một câu, đều ăn vào Tật Phong đan đi, sống chết trước mắt. Mọi người không chần chờ, lập tức nâng Tiêu Viêm đằng không mà lên, chợt xuất ra Tật Phong đan ăn vào, hướng phương ngược nhau bay nhanh. Thế nhưng không lâu sau lưng mọi người xa xa lại truyền đến tiếng cười quái dị của tên áo bào đen quái nhân kia. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái điểm đen nhỏ đang càng lúc càng lớn, mau chóng đuổi mà đến, không còn giống như lúc trước bồng bềnh thấm thoát, mà là như mũi tên kích xạ mà đến. Ở sau lưng hắn còn thấy cả một hắc tuyến thật dài, nhanh như vậy sao? Chỉ sợ không ra nửa canh giờ chúng ta liền sẽ bị hắn đuổi kịp. Mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy không dám tin, đều bị tốc độ của áo bào đen quái nhân làm cho kinh hãi. Làm sao bây giờ? Trong lòng mọi người lo lắng vạn phần. Tiêu Viêm dù có cốt dực cùng phong quá vô ngân, nhưng Tiêu Viêm hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực thi triển, mà áo bào đen quái nhân tốc độ cực nhanh, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Lúc này Long Ý bỗng nhiên ngừng lại, các ngươi mang cha đi, ta đi ngăn chặn hắn. Long Ý ánh mắt phá lệ kiên định, trên người lôi thần chiến khải cũng dao động ra thanh mang khiến người nghiêm nghị, mạng của hắn có thể nói là Tiêu Viêm cho,
chỉ cần Tiêu Viêm có thể an toàn thoát đi nguy hiểm, hắn chết thì có làm sao? Quyết định của Long Ý để tất cả mọi người phản ứng lại, đúng a, áo bào đen quái nhân có tốc độ nhanh như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, muốn mọi người toàn bộ an toàn thoát đi là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhất định phải có người đoạn hậu ngăn chặn áo bào đen quái nhân, những người khác mới có một hy vọng. Đồng thời mọi người còn biết, chỉ một mình Long Ý tuyệt đối ngăn cản không nổi áo bào đen quái nhân, ít nhất phải lưu lại 3 người mới có thể kéo lại áo bào đen quái nhân một chút thời gian. Phong bạo cũng ngừng lại, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, sau đó ánh mắt khóa chặt điểm đen đang càng lúc càng gần. Khiếu Chiến ngừng lại, Tự Ảnh ngừng lại, Nam Nhĩ Minh cũng ngừng lại, khóe miệng trồi lên một nụ cười yếu ớt. Chủ mẫu, người mang theo Tiêu Thiếu đi mau. Thanh Mộc Nhi nhịn không được nhiệt lệ cút tuôn ra mà ra. Không được, Tiêu Viêm kiên quyết ngăn lại, dãy dụ muốn nhảy lên. Địch nhân mạnh như vậy, 5 người Long Ý, Phong Bạo, Khiếu Chiến, Tự Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh cho dù thi triển đoàn đội đấu kỹ, cũng chỉ có một người có thể có thực lực thất tinh sơ kỳ mà thôi, rõ ràng là đi chịu chết, hắn sao có thể để các huynh đệ hy sinh để bản thân trốn thoát được. Tiêu Viêm lảo đảo đổ vào trong ngực Thanh Mộc Nhị, hắn chỉ có thể đỏ ngầu mắt nhìn 5 người, Long Ý, Phong Bạo, Khiếu Chiến, Tự Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, lòng đang dỉ máu. Chủ mẫu, đừng do dự, mau dẫn Tiêu Thiếu đi. Thấy Thanh Mộc Nhi còn đang do dự, Khiếu Chiến gấp đến độ giống lớn, Long Ý cũng gấp dậm chân. Cha, đi mau. Thanh Mộc Nhi giờ phút này đã là lệ rơi đầy mặt, nàng cắn răng nhắm mắt lại, một cánh tay kẹp lấy Tiêu Viêm lướt bay mà đi. Lúc này 5 người Long Ý mới thở phào, sau đó cùng nhau mặt hướng nơi xa kích bắn đến điểm đen. Khiếu Chiến trợn nhìn Nam Nhĩ Minh một chút, Hoàng Kim Chiến Giáp lập tức che thân. Lão tử hiện tại muốn chiến đấu. Nam Nhĩ Minh lắc một cái kinh thiên thương, vậy chúng ta liền so tài một chút xem ai có thể kéo lại hắn trong thời gian lâu hơn. Nói xong lông mày nhíu lại, quanh người lập tức có xương độc tản mắt ra. So liền so, ai sợ ai nha. Khiếu Chiến cười lạnh một tiếng, sau lưng lập tức huyễn hiện ra Khiếu Thiên Hổ to lớn tới. Tốt, chúng ta liền so một lần. Phong Bạo cũng khó được mở ra hào khí, có lẽ đây sẽ là lần giao đấu cuối cùng với huynh đệ của mình. Hắn chỉ lên trời nhất cử Đoạn Nhận, Đoạn Nhận lập tức hóa thành một thanh u sắc trọng kiếm, trên người hắn lập tức bừng bừng phấn chấn ra nặng nề khí thế bén nhọn. Tự Ảnh nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng nhưng giờ đã có một nụ cười khuây khỏa. Trước kia nàng nhìn thấy Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến đấu võ mồm thấy rất phiền phức, mà giờ khắc này nàng lại cảm thấy rất ấm lòng. Tính thêm ta nữa, Tự Ảnh biến mất hình bóng, đương nhiên còn phải cộng thêm ta nữa nha. Đấu khí của Long Ý cũng chấn động, toàn thân bỗng nhiên có lôi đình du tẩu. 5 người triển khai trận thế nghênh chiến, mặc dù 5 người đều rõ ràng bọn hắn cùng hợp lực thì thực lực cũng cùng áo bào đen quái nhân khác nhau một trời một vực, nhưng khí thế tuyệt không thể rơi xuống. Giờ này khắc này, cách 5 người Long Ý, Khiếu Chiến, Phong Bạo, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh không quá xa. Tiêu Viêm nhằm chặt hai mắt ngồi xếp bàn trên một tảng đá lớn. Thanh Mộc Nhi thần sắc sầu lo thủ vệ tại bên cạnh. Thanh Mộc Nhi không phải đã đem Tiêu Viêm chạy thoát rồi sao, tại sao lại dừng lại ở đây? Tiêu Viêm là đã dùng 3 câu nói để Thanh Mộc Nhi đem hắn buông ra. Mộc Nhi, nàng buông ta xuống, chúng ta không thể bỏ mặc bọn hắn được, bọn hắn là huynh đệ của chúng ta, muốn chết thì cùng chết. Mộc Nhi, nàng nguyện ý để phu quân của nàng trở thành một tên không có tình người, vứt bỏ đi huynh đệ của mình sao? Nếu như hôm nay ta chạy trốn như vậy, nhất định sẽ là tâm ma cả đời của ta, cũng sẽ là tâm ma cả đời của nàng. Ăn vào một nằm lớn đan dược, thể nội đấu khí nhanh chóng vận chuyển, Tiêu Viêm khống chế độc tại trong thể nội lan tràn, độc của áo bào đen quái nhân quá mạnh, không khống chế lại, Tiêu Viêm ngay cả đứng cũng không vững. Một lát sau, vết thương ở bụng dưới của Tiêu Viêm từ lục tử sắc biến thành nộn hồng sắc, Tiêu Viêm khí sắc cũng đẹp mắt hơn nhiều, độc trong người khống chế được. Tiêu Viêm mở mắt xem xét một chút vết thương cơ bản đã khỏi hắn, lại lấy ra một nằm lớn đan dược ăn vào, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân Tiêu Viêm toát ra đóa đóa hỏa diễm. Tiêu Viêm bắt đầu dùng thiên hỏa khử độc, độc này của áo bào đen quái nhân thật là lợi hại, chỉ khống chế thôi thì chưa được, nhất định phải khử ra ngoài thân thể, nếu không Tiêu Viêm khó có lực đánh một trận. Điểm đen càng lúc càng lớn, âm thanh xé gió càng lúc càng vang, áo bào đen quái nhân thân như mũi tên nhọn đuổi tới. Áo bào đen quái nhân ở trong mắt 5 người Long Ý, Phong Bạo, Khiếu Chiến, Tự Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh từ từ rõ ràng, trên người hắn áo bào đen trở nên có chút phế phẩm, hắn là bị tòa kim tháp kia đập, nhưng ở trên người hắn lại không có nhìn thấy thương thế gì rõ ràng, tựa hồ tòa kim tháp kia chỉ đem hắn đập bay, cũng không có đối với hắn tạo thành cái tổn thương thực chất nào. Bất quá, lại một chút có thể nhìn thấy con mắt to của hắn đã đủ bố huyết tia, mặc dù hắn không có biểu lộ được trên mặt như người thường, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự nổi giận của hắn, vì bị tòa kim tháp thần bí xuất hiện nện lên, lúc sắp đắc thủ trong chớp mắt lại không thể không vứt bỏ mà chạy, đổi lại ai cũng đều sẽ giận. Trong chớp mắt, áo bào đen quái nhân liền đến trước mắt mọi người. Khiếu Chiến, Long Ý, Phong Bạo, Nam Nhĩ Minh đồng thanh hét lớn một tiếng nghênh đón tiếp lấy. Khiếu Chiến đấm ra một quyền, Long Ý kim thương ôm theo lực điện mang đâm ra, Nam Nhĩ Minh quét ngang kinh thần thương, u lục xương độc hướng về phía trước cút tuôn ra. Phong Bạo thi triển ra dì rào mưa kiếm, lôi cuốn lấy xương độc của Nam Nhĩ Minh, hướng áo bào đen quái nhân vù vù vọt tới. Bốn người khí thế tựa hồ so với áo bào đen quái nhân còn mạnh hơn, nhưng mà áo bào đen quái nhân vẫn như cũ gào thét mà đến, tốc độ không giảm chút nào. Năm người trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ không tốt, người này liền hướng về phía Tiêu Viêm mà đến, nên bọn hắn trong mắt tên này không được lọt vào mắt, thẳng đến mục tiêu. Cái này rõ ràng là phong cách của sát thủ chuyên nghiệp. Sát thủ chuyên nghiệp, chẳng lẽ là Ảnh Tử Minh phái tới? Sát thủ bát tinh, chẳng lẽ là cấp bậc cao nhất thiên sát lệnh của Ảnh Tử Minh? Khẳng định phải, hắn sau khi chờ kịch chiến với đám người đan điện xong mới xuất hiện, lại còn đối với đan diễm sống chết chưa rõ không quan tâm, nên tuyệt không phải cứu viện của đan điện, lại chỉ đối với duy nhất Tiêu Viêm hạ thủ.
chỉ có thể là sát thủ do Ảnh Tử Minh phái ra. Cút, lúc áo bào đen quái nhân tới gần, năm người phát ra một tiếng cút nặng nề như trận trận lôi đình. Bỗng nhiên có một đạo sóng năng lượng cường đại càn quét hướng đến mọi người, Khiếu Chiến bận bịu nghênh đón ngăn cản sóng năng lượng, hoàng kim chiến giáp phát ra tiếng vang ken két như muốn băng liệt. Mắt thấy áo bào đen quái nhân mượn sóng năng lượng càn quét đem mọi người bức tản ra, liền muốn từ năm người dưới mí mắt gào thét mà qua. Áo bào đen quái nhân phi nhanh mang theo gió táp lại cho phong bạo cơ hội. Phong bạo trong gió thân hình đột nhiên một nhanh, trong tay thanh u trọng kiếm chém thẳng vào áo bào đen quái nhân. Kiếm thức đơn giản mà thô bạo, áo bào đen quái nhân không ngờ tới tốc độ của phong bạo lại nhanh như vậy, mà một kiếm này của phong bạo là tập trung đấu khí từ những người khác, lấy thực lực thất tinh sơ kỳ bổ ra, khí thế có chút bất phàm. Áo bào đen quái nhân tựa hồ cũng không dám chọi cứng, thân hình hắn thắng gấp đưa tay đón đỡ. Áo bào đen quái nhân đuổi sát Tiêu Viêm tật đi chi thế bị phong bạo ngăn cản, đón đỡ một kiếm này của phong bạo, áo bào đen quái nhân mới biết một kiếm này của phong bạo uy lực kỳ thật thua xa với khí thế biểu hiện ra bên ngoài. Bản thân ăn thịt ngầm tức giận không thôi, các ngươi đã muốn chết, vậy ta trước hết đưa các ngươi đi hoàng tuyển. Thanh âm nặng nề trầm thấp, giống như là có hai thanh âm cùng nhau phát ra, hết sức kỳ quái. Khi đang nói chuyện, mắt của áo bào đen quái nhân tràn ngập tơ máu càng mở càng lớn, trên thân áo bào đen không gió mà bay, tỏ khắp ra khí thế bức người. Lập tức quanh mình hết thảy lại như lúc trước trở nên chậm chạp. Áo bào đen quái nhân phát ra khặc khặc cười quái dị. Phong bạo cách áo bào đen quái nhân gần nhất, cảm thụ lực dính cũng liền lớn nhất, hắn dùng sức toàn lực muốn đối với áo bào đen quái nhân chém ra kiếm thứ hai, nhưng phong bạo chém ra thực sự quá chậm. Áo bào đen quái nhân giơ tay lên, trên lòng bàn tay bỗng nhiên có hắc khí từ trên vân tay tung hoành xuất ra cũng hội tụ, mơ hồ có thể nghe được trong đó có tiếng la khóc ai oán. Khặc khặc, mới lục tinh đỉnh phong tại kiếm đạo liền có thành tựu như thế, cũng không tệ lắm, chúc mừng ngươi trở thành vong hồn thứ 306 chết tại dưới tay ta. Nói xong, áo bào đen quái nhân liền huy trưởng hướng chụp vào đầu phong bạo. Phong bạo, Khiếu Chiến gầm thét, Khiếu Chiến, Long Ý, Nam Nhĩ Minh đều dùng hết lực lượng toàn thân muốn nhào tới, cứ việc giờ khắc này đã không còn chậm nữa, hết thảy đã khôi phục lại như thường, nhưng một trưởng của áo bào đen quái nhân đã gần phong bạo trong gang tấc, ba người Khiếu Chiến, Long Ý, Nam Nhĩ Minh không thể nào tới kịp. Phong bạo lập tức từ giữa không trung rơi thẳng xuống mặt đất, một cái vỗ này của áo bào đen quái nhân lực lượng không biết mạnh bao nhiêu, lúc phong bạo rơi xuống đất toàn bộ mặt đất cũng vì đó mà run lên, bổng lên một màn tuyết mảnh vụn băng, mà trên mặt đất có nhiều hơn một cái hố sâu không thấy đáy. Khí tức của phong bạo đã biến mất. Phong bạo, Khiếu Chiến lớn tiếng gào thét, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, con mẹ nó chứ đều phải liều mạng với ngươi. Khiếu Chiến nghiến răng nghiến lợi đối với áo bào đen quái nhân quát, hắn toàn thân run rẩy, trong mắt của hắn hiện đầy tơ máu, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng, tóc của hắn từ màu đen biến thành màu nâu nhạt, lưng hắn lồi ra, hai con mắt tràn ngập sát khí lúc mở lúc đóng, ở giữa biến thành một đôi mắt thú tinh hồng khát máu, móng tay của hắn dài ra và bén nhọn, hoàng kim chiến giáp che thể dính sát vào trên người hắn, phảng phất muốn cùng thân thể của hắn hòa vào nhau. Khiếu Chiến kích phát ra tất cả chi lực hóa thú tiếp cận phản tổ trong thể nội, sau đó một cái bước xa, giống như núi nhỏ thân thể cường tráng bắn ra hướng áo bào đen quái nhân. Ta bản không có muốn giết các ngươi lại tự mình đi tìm cái chết, cần gì chứ, quên đi, xem ở ngươi là yêu tộc còn có phản tổ phân thượng, ta liền miễn cưỡng thu ngươi làm luyện hồn con mắt thứ tư của ta đi. Nói, áo bào đen quái nhân đối với Khiếu Chiến đang tức giận xông tới vén lên tay áo, hoàn toàn không có đem công kích của Khiếu Chiến để vào mắt. Trên cánh tay, như thi khô can của áo bào đen quái nhân thình lình mọc ra ba con mắt có màu sắc khác nhau, phân biệt là tím, lam, lục, mỗi con mắt có hình dạng con người cũng không giống nhau. Long Ý, Nam Nhĩ Minh cùng Tự Ảnh đang ẩn đi thân hình rất là kinh ngạc, ba người bọn họ không phải yêu tộc, tự nhiên xem không hiểu, nhưng Khiếu Chiến nhìn thoáng qua liền toàn thân run lên, loại này con mắt này Khiếu Chiến nhận ra, chính là con mắt của tộc nhân yêu tộc, sau khi phản tổ mới có mắt tổ, đều có một ít năng lực đặc thù. Khặc khặc, bọn hắn vận khí đều không có tốt như ngươi, bọn hắn bị ta ăn hết, chỉ để lại con mắt, chết quá thảm, bất quá ta hôm nay không đói bụng, ta cũng chỉ đơn giản giết chết ngươi, lại móc xuống cặp mắt của ngươi mà thôi. Áo bào đen quái nhân đánh giá Khiếu Chiến nói, ngữ điệu hơi có chút hưng phấn, ngươi không cần cảm tạ ta kỳ thật cũng có nhân từ đâu, chúc mừng ngươi trở thành vong hồn thứ 307 chết dưới trưởng của ta, mẹ nó lão tử đánh chết ngươi. Khiếu Chiến hai mắt xích hồng, đem tất cả lực lượng đều thêm chú trên quả đấm to lớn, đối với áo bào đen quái nhân gia tốc đánh tới. Phong bạo chết liền đã để Khiếu Chiến cơ hồ điên cuồng, hiện tại hắn lại thấy mắt của tộc nhân yêu tộc mình khảm ở trên cánh tay của hắn, mà lại là tàn nhẫn như vậy, hắn làm sao không thể nội thú huyết bốc lên, mắt to bên trong dạng lấy khinh thường. Áo bào đen quái nhân chậm rãi duỗi ra một ngón tay đón nhận nằm đấm của Khiếu Chiến oanh tới, đúng vậy, chính là một ngón tay. Áo bào đen quái nhân liền lấy một ngón tay bình thản hướng về phía trước đón lấy, Khiếu Chiến lập tức cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, đủ để đối với hắn tạo thành áp lực uy hiếp đến tính mạng thật lớn, chênh lệch thực lực chênh lệch quá to lớn, nhưng Khiếu Chiến không có lùi bước. Phong bạo chết rồi, vì kìm chân áo bào đen quái nhân để yểm hộ cho Tiêu Viêm bình yên thoát đi, hắn muốn tiếp lấy cùng áo bào đen quái nhân chiến chết có gì đáng sợ. Đúng lúc này, không gian phía sau lưng áo bào đen quái nhân bỗng một trận vặn vẹo, là Tự Ảnh, Long Ý lập tức ăn ý cấp tốc phóng tới bên cạnh áo bào đen quái nhân. Nam Nhĩ Minh dương vung tay lên, xương độc tại không trung tụ thành một đầu mãng xương mù to lớn, chợt Nam Nhĩ Minh ưỡn một cái trường thương trong tay hướng phía sau lưng áo bào đen quái nhân đánh tới. Hiển nhiên áo bào đen quái nhân không có cảm nhận được Tự Ảnh tồn tại, phía sau hắn sáng mang lóe lên, đánh lén thành công. Tự Ảnh khóe miệng liệt ra một tia cười lạnh, lưỡi dao vào thịt cảm giác rất rõ ràng, nhưng sau một khắc nụ cười của nàng liền cứng ở khóe miệng, bởi vì lúc nàng rút ra lưỡi dao không nhìn thấy máu tươi bản tung tóe,
lúc khẩn cấp rút lui, Tư Ảnh lưỡi dao thuận thế hướng phía dưới vạch một cái kéo lại, để cho ngươi không thoải mái một chút, liền nghe xoẹt một tiếng, áo bào đằng sau áo bào đen quái nhân đã bị cắt ra, lưng của hắn liền lộ ra, lập tức đem Tư Ảnh đang vội vàng thối lui, cùng Nam Nhĩ Minh đang công kích đến sau lưng, áo bào đen quái nhân giật nảy mình, trên lưng của áo bào đen quái nhân có một đứa bé, đúng vậy, chính là còn có một đứa bé, thân thể huyết hồng, nhắm mắt lại, cuộn tròn rè trừng rắn tại trên lưng hắn, tựa như là từ trên thân áo bào đen quái nhân mọc ra một đại đoàn máu lựu hình người, ký anh, Nam Nhĩ Minh lập tức phanh lại thân hình, sắc mặt trở nên sắt trắng, thanh âm đều đang phát run, ký anh, Tự Ảnh cũng bỗng cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, có nghe nói, có một tuyệt thế thiên tài của ma tộc đột phá cửu tinh thất bại, sau khi chết oán khí biến thành liền biến thành thứ gọi là ký anh, dựa vào gửi thân tại thân người sống sót, dựa vào hấp thu vong hồn oán khí trưởng thành, không nghe nói ai từng thấy qua ký anh, không nghĩ tới nó thật sự tồn tại, trong lúc khiếp sợ, Tự Ảnh đã quên đi kinh dị. Vì sao áo bào đen quái nhân trên lưng lại không có một chút tổn thương, vừa rồi song đao của nàng tuyệt đối đã đâm vào trong thịt của hắn, khặc khặc, không ngờ lại biết ký anh, bất quá, chuyện này đối với các ngươi cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì cho đến tận lúc này, những người gặp qua ta cơ bản đều chết hết, huyết hồng, Hải Nhi lên tiếng, phát ra thanh âm hoàn toàn không xứng cùng với hình dạng, lộ ra răng một loạt như là thép, trong miệng đẫm máu tựa như vừa uống qua máu tươi, dứt lời, huyết hồng Hải Nhi đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt đen như mực, lập tức huyết anh miệng máu đại trương, liền có quang mang lóe lên bắn về phía Tự Ảnh. Dù là Tự Ảnh phản ứng rất nhanh, vội vàng né tránh thân hình cũng đủ nhanh nhẹn, nhưng vẫn là chậm, vai phải bị kéo ra một đầu lỗ hồng lớn, Tự Ảnh thụ thương, bên kia Khiếu Chiến lúc này cũng lâm vào nguy cơ, áo bào đen quái nhân, lấy một ngón tay rất nhẹ nhàng liền chống đỡ nắm đấm do Khiếu Chiến giận oanh tới, mà lại không có một âm thanh gì phát ra, Khiếu Chiến không có thụ thương, song phương chỉ nhìn nhau, tựa hồ một quyền này của Khiếu Chiến, còn cùng một chỉ của áo bào đen quái nhân thế lực ngang nhau, mọi người trong lòng mình đều rõ ràng, khí anh vẫn chưa hết sức, hiện tại hắn đang muốn trêu đùa Khiếu Chiến, tranh thủ thời gian rút lui. Khiếu Chiến lúc này bình tĩnh lại, hắn cảm thấy tuyệt vọng, ngón tay của áo bào đen quái nhân phảng phất có lực dính to lớn, áo bào đen quái nhân tay hướng phía trước duỗi ra, Khiếu Chiến liền lui về sau, áo bào đen quái nhân tay về sau co lại, Khiếu Chiến liền không thể không đi theo hướng phía trước tiến đến, áo bào đen quái nhân chê cười, lực lượng vẫn là quá yếu, lực lượng như vậy, làm con mắt luyện hồn thứ tư của ta thật không hài lòng lắm, nắm đấm bị ngón tay của áo bào đen quái nhân gắt gao dính chặt, Khiếu Chiến dùng hết toàn lực muốn rút về nắm đấm, nhưng không thể, sống chết trước mắt có thể kích phát ra tiềm lực nhất, thân thể Khiếu Chiến đột nhiên bành trướng một vòng, trên cánh tay gân xanh bạo lồi, khí thế đầu thịnh đột nhiên một lần phát lực, nguyên bản khống chế tiết tấu tiến thối, dưới chân áo bào đen quái nhân lập tức nhoáng một cái, áo bào đen quái nhân bị lực lượng đột ngột trướng của Khiếu Chiến làm bất ngờ, Khiếu Chiến khí thế càng tăng lên, dùng hết toàn lực lại một lần phát lực, áo bào đen quái nhân dưới chân lại là nhoáng một cái, Khiếu Chiến thoát ly khỏi sự khống chế của áo bào đen quái nhân, cùng lúc đó, vai phải thụ thương Tự Ảnh kinh ngạc một lát rồi, Nam Nhĩ Minh cũng gia nhập chiến đấu. Tự Ảnh ẩn tại bên trong trùng điệp huyên ảnh hướng ký anh đánh tới, Nam Nhĩ Minh thân hình bạo lướt, sau lưng mang theo một mảnh xương độc, kinh thần thương đâm thẳng hướng ký anh, hai người bọn họ đều biết, áo bào đen quái nhân cùng ký anh gửi thân chỉ là một thân thể mà thôi, người chân chính điều khiển áo bào đen quái nhân chính là ký anh sau lưng, nhưng mà, đối mặt tật công tới Tự Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, ký anh lại có vẻ rất lạnh nhạt, tựa hồ đối với hai người toàn lực tiến công hoàn toàn không quan tâm, hắn chỉ mở ra miệng của mình, càng ngoác càng lớn, lập tức chung quanh thổi lên những cơn gió không nhỏ. Xua đuổi lấy xương độc của Nam Nhĩ Minh tất cả đều hướng trong miệng dũng mãnh lao tới, Nam Nhĩ Minh rất là giật mình, hắn vốn đang nghĩ đến như thế nào mới có thể để ký anh hút vào khói độc của hắn, vạn không nghĩ tới ký anh lại chủ động nuốt vào khói độc của hắn, không sợ độc, Nam Nhĩ Minh không có ngăn cản, hắn cũng không có năng lực đi ngăn cản, ngay tại lúc ký anh nuốt vào xương độc, long ý đánh tới, lực đâm ra kim thương bên trên có điện mang du tẩu, phát ra đồm đốp tiếng bạo liệt, ký anh lại không chút hoang mang, hắn cười lạnh, trên bầu trời bỗng nhiên có mây đen cút tuôn, răng rắc một tiếng, một đạo kim sắc lôi đình chém thẳng vào long ý, phát sinh quá nhanh, long ý thân hình dừng lại, lập tức bị một đoàn kim quang bao khỏa, mạnh mẽ sóng năng lượng như phong ba càn quét, long ý, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Tự Ảnh đồng thanh hô to, thế nhưng không có trả lời, đoàn kim quang kia ở nơi đó lóng lánh hào quang chói mắt, lại không cảm giác được chút nào khí tức của long ý cũng đã chết rồi sao, mặc dù tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý tử chiến, nhưng khi đối diện với việc phong bạo cùng long ý ngã xuống, Khiếu Chiến, Tự Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh vẫn là không cách nào tiếp nhận nổi, ba người nhất thời trở nên điên cuồng, Khiếu Chiến lập tức ôm chặt lấy áo bào đen quái nhân, hắn muốn hạn chế hành động của áo bào đen quái nhân, để chế tạo cơ hội cho Tự Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh gây trọng thương cho ký anh, còn an nguy của chính hắn hoàn toàn không có để tâm, thế nhưng mặc cho Tự Ảnh trùng điệp huyễn ảnh như thế nào mê hoặc ký anh, cũng mặc cho Tự Ảnh hoàn toàn không để ý bại lộ thân hình, ngang nhiên đối với ký anh khởi xướng mãnh liệt cường công, đều không thể làm bị thương ký anh mảy may nào. Mà khi Nam Nhĩ Minh kinh thần thương vừa đâm đến trước mặt ký anh một nắm chắc kinh thần thương, lập tức cánh tay vung lên, liền đem Nam Nhĩ Minh quăng bay ra, còn bổ sung đem thêm Tự Ảnh cũng quét bay ra ngoài, không trung dương vấy lên hai đạo huyết hoa, Tự Ảnh trùng điệp huyễn ảnh lập tức tiêu tan. Một lần giải quyết xong Tự Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, ký anh trong miệng khế nhả ra một cái chữ, đi, lập tức, Khiếu Chiến đang ôm thật chặt áo bào đen quái nhân, liền bị một cỗ đại lực đánh bay ra ngoài, cũng như diều đứt dây tại không trung dương vẩy lên một đạo huyết hoa, trên người hoàng kim chiến giáp ảm đạm tán loạn, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh cùng Khiếu Chiến đều thụ trọng thương, rơi ầm ầm trên mặt đất, ánh mắt đã mê ly,
bất lực đứng lên, khặc khặc, ta đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Ký Anh cười quái dị, duỗi ra đầu lưỡi huyết hồng liếm láp hai bên miệng, để ta ngắm xem nên bắt đầu khai vị từ ai đây. Vào thời khắc này, bành một tiếng, áo bào đen quái nhân bị một thanh huyết hồng sắc cự thước đánh bay, bay thẳng ra trăm trượng. Tiêu Thiếu, Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến ba người rất là kinh ngạc, bọn hắn đều cho rằng Tiêu Viêm lúc này đã trốn xa, không nghĩ tới lúc sắp chết Tiêu Viêm lại gấp trở về cứu được bọn hắn. Tình nghĩa huynh đệ đồng sinh cộng tử, để ba người ở trong lòng cảm động không thôi, nhưng ba người chợt lại cực kỳ lo lắng. Địch nhân của bọn hắn là Ký Anh trong truyền thuyết, là sát thủ cấp thiên sát lệnh do Ảnh Tử Minh phái tới, thực lực bát tinh trung kỳ, sát lực càng là vượt xa thực lực Tiêu Viêm lần này đến, sợ là lại khó có cơ hội thoát thân. Tiêu Thiếu, Tự Ảnh cố gắng đứng dậy, muốn nói với Tiêu Viêm cái gì, Tiêu Viêm bận bịu tới đỡ Tự Ảnh, đưa cho nàng mấy viên đan dược rồi an ủi nói, ta biết, ta đều biết, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian chữa thương đi, sau đó lại đối Tự Ảnh dỉ tai vài câu. Bên kia Thanh Mộc Nhi cũng đi cho Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh đan dược, phân phó Thanh Mộc Nhi một câu chiếu cố tốt bọn hắn. Tiêu Viêm đứng dậy nhìn về phía áo bào đen quái nhân xa xa, mắt sáng như đuốc, tay cầm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, tại trong gió lạnh phần phật giống như một tôn sát thần. Áo bào đen quái nhân cũng đang nhìn Tiêu Viêm, thấy Tiêu Viêm nhìn về phía hắn, hắn phát ra tiếng cười quái dị, nói ra, khặc khặc, ta còn tưởng rằng ngươi đang liều mạng chạy trốn chứ, không phải ta đả kích ngươi, bị một chảo kia của ta, nếu không loại trừ độc, cho dù ngươi có cái gì cốt dực, nghe nói đấu kỹ thân pháp của ngươi cũng rất cao cấp, ngươi cũng tuyệt đối chạy không thoát. Sau đó áo bào đen quái nhân đối với Tiêu Viêm tán thưởng, xem ra ngươi đã đem độc trong người loại trừ, không ngoài ý muốn của ta, bởi vì ngươi có thiên hỏa, bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ trở về, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, trở về không khác chịu chết, giấy nghĩa khí, cũng có đủ đảm lượng, rất giống ta năm đó. Nói xong, áo bào đen quái nhân lại tiếc nuối thở dài, thật sự là đáng tiếc. Cổ họng của Tiêu Viêm bỗng nhúc nhích, lập tức trên người hắn đấu khí chấn động càng lúc càng mạnh, từ thất tinh trung kỳ bắt đầu nhanh chóng kéo lên, trừ Thanh Mộc Nhi, năm người khác không chết cũng bị thương, không có đoàn đội đấu kỹ, đấu khí của Tiêu Viêm làm sao nhanh chóng kéo lên, là nhờ vào bạo lực đan. Sở dĩ Tiêu Viêm muốn tại thời khắc này mới ăn vào bạo lực đan, cường địch trước mắt, tình thế là cửu tử nhất sinh, hắn không dám lãng phí dù là một giây dược hiệu thời gian, nhiều hơn một giây, có lẽ liền sẽ nhiều hơn một phần hy vọng sống sót. Tiêu Viêm đấu khí chấn động đã nhảy lên tới thất tinh hậu kỳ, vẫn còn tiếp tục kéo lên. Lúc này, từ đỉnh đầu Tiêu Viêm nhảy ra một đám lửa, hỏa diễm vặn và vặn veo, hóa thành một cái anh hài mũ mĩm hồng hồng ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, chỗ mi tâm toát ra một mầm ngọn lửa huyết hồng sắc. Tiêu Viêm đem Tiểu Y gọi ra rồi, Tiểu Y đột nhiên đằng không mà lên, hai bàn tay nhỏ không ngừng hướng không trung ném ra hỏa diễm bao quanh, cấp tốc dung hợp thành một đóa hỏa diễm hoa sen to lớn, giống như một vành mặt trời. Tiêu Viêm tại lúc này thi triển ra đấu kỹ mạnh nhất của hắn Thiên Xích Vô Ảnh, 999 đạo giống như thước ảnh thực chất đồng loạt gào thét lên hướng phía áo bào đen quái nhân bổ tới. Cùng lúc đó, Tiểu Y khí quát một tiếng, ta nổ chết ngươi, tay nhỏ vung lên, đem hỏa liên nóng bỏng cũng đánh tới hướng áo bào đen quái nhân. Nhưng nhìn thước ảnh thanh thế thật lớn cùng hỏa liên uy thế bất phàm hướng hắn đập chém mà đến, áo bào đen quái nhân không chỉ có không tránh, ngược lại độc nhãn rực rỡ hào quang, vật nhỏ này hẳn là hỏa linh, không sai, có ý tứ, không biết vị ra sao. Khặc khặc, chợt liền thấy áo bào đen quái nhân thân thể nhất chuyển, lộ ra sau lưng Ký Anh đối mặt đầy trời thước ảnh cùng hỏa liên to lớn, chẳng lẽ Ký Anh muốn dùng bản thể của hắn tới cứng tiếp một kích cường lực của Tiêu Viêm cùng Tiểu Y? Thiên Xích Vô Ảnh của Tiêu Viêm 999 thước kết hợp một thước đánh xuống, lại thêm Tiểu Y đập ra hỏa liên cự đại, Tiêu Viêm lấy thực lực thất tinh hậu kỳ thi triển ra, dù là Ký Anh có thực lực bát tinh trung kỳ, nếu như đón đỡ cũng tất sẽ thụ thương, nhưng mà Ký Anh cường hãn vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ký Anh một trương miệng máu, duỗi ra đầu lưỡi đẫm máu tại không trung trở nên vừa dài vừa lớn, không nhìn đầy trời thước ảnh, giây lát kết hợp một thanh huyết hồng xích lớn rắn rắn chắc chắc bổ vào trên thân áo bào đen quái nhân. Nhưng xa xa chỉ thấy áo bào đen quái nhân chỉ bị huyết hồng xích lớn bổ cong một chút mà thôi, Ký Anh thì há mồm phun ra một mảnh khói đen, một mặt thư thái hòa hài lòng, mọi người không khỏi chấn kinh. Lúc này mới hiểu ra, khó trách áo bào đen quái nhân có hình dạng như vậy, hóa ra là phản tổ yêu tộc, bằng không thì thân thể sao sẽ mạnh như vậy. Ngay cả Tiêu Viêm lấy thực lực thất tinh hậu kỳ thi triển thiên ảnh không thước cũng không thể làm bị thương áo bào đen quái nhân, thiên hỏa Ký Anh lại có thể thôn phệ, hắn lại có nhiều thủ đoạn người không thể tưởng tượng, cái này còn thế nào mà chiến, các phương diện chênh lệch đều quá lớn nha. Cho dù Tiêu Viêm tăng lên tới thất tinh đỉnh phong cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ ngây thơ đến mất mạng tăng ở đây. Tiêu Viêm gấp cắn răng, Ký Anh cũng không có lập tức đối với Tiêu Viêm phát động phản kích, hắn chỉ là xa xa quan sát lấy đám người Tiêu Viêm, chú ý đến nhất cử nhất động của Tiêu Viêm, cũng không phải là hắn cẩn thận, mà là hắn quá tự tin, hắn dám nói, tại đấu đế đại lục, trừ mấy cửu tinh đấu đế cùng bát tinh đỉnh phong cực kỳ cá biệt, thì không có người nào là đối thủ của hắn, không chỉ là bởi vì đấu kỹ của hắn cường hãn, cũng không chỉ là bởi vì hắn hiện tại là sát thủ chuyên nghiệp am hiểu chiến đấu lại giết người như ngoé, cũng bởi vì hắn đã từng đụng chạm đến bình cảnh cửu tinh, mặc dù hắn hiện tại chỉ là bát tinh trung kỳ, nhưng cảnh giới lại là đến gần vô hạn cửu tinh. Há lại bát tinh bình thường so sánh, cho nên trong mắt hắn, mấy người Tiêu Viêm chỉ là cá nằm trên thất gỗ mà thôi, hắn chỉ là hiếu kỳ, Tiêu Viêm làm sao có thể bức đấu khí kéo lên lớn như thế, là đoàn đội đấu kỹ sao, mấy người kia hiện tại đang chữa thương, cũng không có thi triển cái gì đoàn đội đấu kỹ, là dùng bí pháp gì, mà bí pháp gì cũng không có khả năng, trong thời gian ngắn ngủi để cường độ đấu khí tăng lên nhiều như thế, như vậy là đan dược sao, có loại đan dược, có thể trong ngắn hạn tăng lên đấu khí,
nhưng đỉnh trời cũng chỉ có thể để một thất tinh trung kỳ tăng lên, tới thất tinh hậu kỳ, vì sao đấu khí của Tiêu Viêm còn tiếp tục kéo lên, thế là hắn chờ đợi, chờ đấu khí của Tiêu Viêm có thể tăng lên đến đâu, thừa dịp cái này đứng không, Thanh Mộc Nhi lướt gấp đến chỗ hố sâu trên mặt đất, dùng trường tiên đem phong bạo trong hố sâu cuốn lên, phong bạo mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền, đã không còn hô hấp, Thanh Mộc Nhi lệ như suối trào, hả, tim vẫn còn đập, phong bạo tự hồ còn chưa có chết, ôm phong bạo lướt gấp trở về, đem tất cả đan dược chữa thương phàm là có trên thân bỏ vào trong miệng tan ra. Sau đó miệng đối miệng từng chút đưa vào bên trong miệng phong bạo, có hiệu quả, phong bạo sắc mặt có chút hồng nhuận, Thanh Mộc Nhi đi dò xét tâm mạch của phong bạo, có tâm mạch, tuy không có hô hấp, nhưng là có tâm mạch. Phong bạo hắn không chết, Thanh Mộc Nhi kích động không thôi, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến cùng Tự Ảnh cũng đều kích động không thôi, lúc này, Tiêu Viêm đấu khí chấn động nhảy lên tới thất tinh đỉnh phong, về sau liền không lại kéo lên nữa, chỉ tới thất tinh đỉnh phong, khí anh trong lòng có phần tiếc nuối. Hắn phi thường hy vọng đấu khí của Tiêu Viêm có thể nhảy lên tới bát tinh, càng cao càng tốt, bất quá có thể đem đấu khí từ thất tinh trung kỳ tăng lên tới thất tinh đỉnh phong, đã để hắn rất nóng mắt, hắn đang nghĩ, có nên tra hỏi ra, Tiêu Viêm đến cùng dùng bí pháp gì, hoặc là phục đan dược gì, rồi mới giết chết Tiêu Viêm hay không, tâm hắn có nho nhỏ chấn động, đúng lúc này, Tiêu Viêm thần sắc đang ngưng trọng bỗng nhiên hiện ra một chút ý mừng, mặc dù cơ hội nhìn không ra, cũng rất ngắn, Ký Anh vẫn là bén nhạy chú ý tới, cái này rất không bình thường. Sau một khắc, hắn liền thấy Tiêu Viêm bỗng nhiên chân vừa đạp bắn tới, không biết lượng sức, Ký Anh thầm nghĩ, mà vào thời khắc này, trên không trung đoàn kim quang kia bỗng nhiên một trận lấp lóe, không chỉ có Ký Anh nhướng mày rất là kinh ngạc, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Tự Ảnh cũng đều giật mình, về sau chính là thích, kinh hỉ, kim sắc quang đoàn nhanh chóng trừ khử, một đầu hoàng kim cự long toàn thân điện mang du tẩu đáp xuống, lao thẳng tới Ký Anh, long ý không chết, đúng vậy, long ý không chết, hắn chỉ là bị cái đạo uy mãnh kim sắc lôi đình của Ký Anh bổ cơn sốc chỉ chốc lát mà thôi, vừa tỉnh chuyển, liền đem lôi đình năng lượng toàn bộ hấp thu, phối hợp với Tiêu Viêm từ cao mà xuống đối với Ký Anh khởi xướng tấn công mạnh, trên người đấu khí chấn động đã đến gần vô hạn thất tinh, Ký Anh vạn vạn không nghĩ tới, long ý thế mà không có bị cái đạo lôi đình kia của hắn đánh chết, phải biết, cái đạo lôi đình kia có uy lực cấp bậc bát tinh, hiện tại hắn biết, hóa ra đứa trẻ kia đúng là từ lôi đình ngưng kết ra, cửu huyền kim lôi long trong truyền thuyết, Ký Anh chỉ có thông tin duy nhất về Tiêu Viêm, nếu sớm biết long ý là cửu huyền kim lôi long, hắn làm sao lại dùng lôi đình đi đánh chứ, đây không phải là cho cửu huyền kim lôi long một đại đồng cỏ, hắn ở trong lòng thầm mắng tình báo của ảnh tử, minh báo cho hắn tư liệu không được đầy đủ, trong chớp mắt, Tiêu Viêm đã công đến phụ cận Ký Anh, đấu khí tại thể nội giống như thủy triều trào lên, nháy mắt vung ra 999 thước giây lát ngưng thành một thước, uy thế so trước đó mạnh không chỉ một lần, chém thẳng vào Ký Anh, cùng lúc đó, long ý đã lao đến Ký Anh, thân hình một cái nhanh quay ngược trở lại, đuôi rồng mượn quay thân chi thế mãnh quét Ký Anh, đối mặt liên thủ công kích của Tiêu Viêm cùng long ý, Ký Anh phi thường chấn định, một kích đấu khí, thân thể áo bào đen quái nhân lập tức biến lớn biến tráng, vươn cánh tay một phát bắt được đuôi rồng quét ngang tới, ba con mắt trên cánh tay đột nhiên mở ra, lóe ra tử quang chói mắt, lam quang cùng lục quang, đem lũ điện mang đổ hướng Ký Anh toàn bộ ngăn lại, mà đối với Tiêu Viêm bổ tới huyết hồng xích lớn, áo bào đen quái nhân giống như trước đó dưới chân vẫn không tránh không né, chỉ là nghiêng một cái đầu, để huyết hồng xích lớn phanh một tiếng rắn rắn chắc chắc bổ vào trên vai, nhưng lúc này đây, áo bào đen quái nhân lại không chỉ cong một chút eo nhẹ nhàng nữa, hắn kêu đau một tiếng lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình, trên vai da chóc thịt bong, Tiêu Viêm lấy thất tinh đỉnh phong thi triển thiên xích vô ảnh, có thể để Ký Anh thụ thương nhẹ vậy nếu bắt tinh sơ kỳ thì sao, mọi người nhất thời mắt loài ánh sáng đã thấy được hy vọng chiến thắng Ký Anh, phục dụng bạo lực đan, đem đấu khí cấp bậc tăng lên, cùng dùng đoàn đội đấu kỹ đem đấu khí của Tiêu Viêm tăng lên tới bát tinh. Hừ, đây chính là đấu kỹ mạnh nhất của Tiêu Thiếu, cũng dám đón lấy như vậy, muốn chết. Nam Nhĩ Minh cắn răng, bên trong hàm răng còn có thể nhìn thấy tơ máu, hắn giờ phút này thụ thương cũng không nhẹ, hoàn toàn không có năng lực chiến đấu, cũng chỉ có thể ở một bên quan sát. Bất quá, nhìn thấy Tiêu Viêm thực lực tăng lên, Nam Nhĩ Minh lập tức nhớ tới, thực lực tăng lên, thương thế của mình tất nhiên sẽ có chỗ giảm bớt. Nam Nhĩ Minh lập tức quay đầu nhìn về phía Tự Ảnh, giờ phút này chỉ thấy Tự Ảnh vừa mới đưa tay nuốt vào bạo lực đan. Nam Nhĩ Minh cười khổ, chính mình hiện tại mới phản ứng được, cũng vội vàng tìm bạo lực đan lập tức nuốt vào. Bạo lực đan Tiêu Viêm đã cho bọn hắn mỗi người một viên, dạng đan dược này trừ tình huống vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không thể phục dụng, nếu như hết thời gian dược hiệu mà không có giết được đối thủ, vậy tương đương là chịu chết, cho nên tất cả mọi người chưa hề dùng qua nó, cũng chỉ có tình huống hiện tại đã đem mọi người ép không đường có thể lui, dược hiệu rất nhanh tràn ngập ra, Nam Nhĩ Minh nguyên địa đả tọa, vận chuyển đấu khí trong thể nội để càng nhanh kích phát dược hiệu, Khiếu Chiến giờ phút này nửa hôn mê nằm trên mặt đất, Nam Nhĩ Minh ngồi xếp bằng nửa ngày, đột nhiên mở mắt ra, hắn phỏng đoán quả nhiên không sai, thực lực tăng lên, có thể chậm lại thương thế bên trong cơ thể. Nam Nhĩ Minh nhìn thoáng qua Tiêu Viêm cùng Long Ý, đang cùng Ký Anh chiến đấu, ánh mắt lập tức chuyển hướng Khiếu Chiến, giờ phút này chỉ thấy Khiếu Chiến đã đứng lên, thú hỏa tràn ngập, hai mắt một mảnh huyết hồng, trên thân mọc ra lông bờm thật dài, Thanh Mộc Nhi thì đứng tại bên cạnh Khiếu Chiến, nguyên lai là Thanh Mộc Nhi để Khiếu Chiến phục dụng bạo lực đan, phong bạo hai mắt vẫn nhằm nghiền, Khiếu Chiến đem phong bạo ôm lấy, phong bạo đã hoàn toàn mất đi ý thức, phảng phất đã không có hô hấp, Khiếu Chiến ngửa đầu giống dài, trong nước mắt huyết hồng sắc lấp lóe, bước chân dừng lại, đem phong bạo an trí tại một địa phương an toàn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ký Anh, trong mắt cừu hận,
phảng phất muốn xé rách bầu trời. Mặc dù bình thường cùng Phong Bạo thường xuyên cãi nhau, nhưng cũng chính bởi vì vậy mà tình cảm giữa hai người bọn hắn rất thân thiết, chỉ có chính bọn hắn mới có thể hiểu được. Khiếu Chiến thân hình dừng lại, toàn bộ mặt đất đều bị hắn đạp sụp đổ một khối lớn, toàn bộ thân thể xông ra, phát ra trận trận âm thanh xé gió. Trên người hoàng kim chiến giáp một lần nữa nổi lên, bên trên hoàng kim chiến giáp phảng phất xen lẫn huyết hồng sắc, khí thế so trước đó càng hơn. Nam Nhĩ Minh thân thể giống như đang run rẩy, nộ khí trùng thiên, trường thương trong tay phát ra từng đợt tiếng oanh minh, bàn tay vung lên, thất thải xương độc tràn ngập mà ra, thân hình cũng đột nhiên đánh tới, tự ảnh trùng điệp huyễn ảnh đem chung quanh khí anh vây chật như nêm cối. Tại thời khắc Tiêu Viêm xuất hiện, đội ngũ cũng bắt đầu một lần nữa tổ chức, khí thế của Tiêu Viêm bây giờ càng làm cho mọi người một lần nữa dấy lên hy vọng chiến đấu. Trận chiến đấu này vô luận tốn bao nhiêu đại giới cũng phải tiếp tục đánh. Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh, Thanh Mộc Nhi cùng Khiếu Chiến bốn người đều ăn vào bạo lực đan, đấu khí lập tức hướng thất tinh kéo lên, chung quanh duy chỉ có khoảnh khắc chợt hạ xuống, trong không khí giọt nước lập tức ngưng tụ, trên mặt đất cây cối hoa cỏ toàn bộ tại thời khắc này đều đông kết, băng tuyết lĩnh vực, bầu trời bắt đầu tuyết rơi, tràn ngập bạch khí lập tức ngưng tụ thành từng mảnh óng ánh bông tuyết bay xuống, tựa như từng hồ điệp màu trắng tứ tình phiên múa. Thanh Mộc Nhi ánh mắt lạnh lùng, không nhìn thấy quá nhiều tâm tình chập chờn. Dạng này mới là trạng thái mạnh nhất của Thanh Mộc Nhi, trong tay Phượng Cốt Trường Tiên vung lên, phát ra từng đợt thanh âm lốp bốp. Thanh Mộc Nhi thời khắc này trình độ đấu khí hùng hậu đã đột phá lục tinh đỉnh phong, đạt đến thất tinh, cái bạo lực đan này cường hãn tăng lên năng lực, Ký Anh cũng đã phát hiện, trong mắt lộ ra hiểu kỳ, khặc khặc, tất cả mọi người có thể tăng thực lực lên, hắn là phục dụng đan dược, hừ, vậy ngươi giết hết chúng ta lại nói. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, Ký Anh nhìn thật sâu Tiêu Viêm một chút, không trung long ý thân hình bỗng nhiên uốn éo, giống bị cái đại lực gì lôi kéo, đã mất đi trọng tâm. Trên tay Ký Anh, móng tay bén nhọn toàn bộ đâm vào trong thân thể Long Ý, Long Ý phát ra tiếng gào thét thống khổ. Long Ý, Tiêu Viêm thấy thế, trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích lóe ra ánh lửa, cùng tất cả mọi người đối với Ký Anh toàn bộ công kích tới. Ký Anh bắt lấy đuôi Long Ý cười lạnh, đem Long Ý trực tiếp hất ra, Long thân mất đi cân bằng, thẳng tắp quẳng đi, trên mặt đất gãy ra một khối lớn ngấn đường. Long Ý xuất hiện vết thương giống Tiêu Viêm trước đó như đúc, nó có hào quang màu u lam vì động, nhưng Long Ý lại không có Thiên Hỏa hộ thể giống như Tiêu Viêm, ngã xuống đất, Long Ý lập tức bãi động Long thân, lại lần nữa đắng không mà lên. Hắn thân thể cường hãn, độc tạm thời sẽ không tai họa đến tính mạng của hắn, nhưng một lúc sau độc tính lan tràn ra, vậy liền 10 phần nguy hiểm. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía mọi người đang chiến đấu, mắt lộ ra vui mừng, Tiêu Viêm biết, liên tục chiến đấu, thân thể của mọi người cơ hồ đều đã đến trạng thái siêu phụ tải. Tiêu Viêm muốn thi triển đoàn đội đấu kỹ, nhưng giờ phút này Phong Bạo thụ thương, mà muốn sử dụng đoàn đội đấu kỹ nhất định phải có 6 người mới có thể, nếu có đoàn đội đấu kỹ, thực lực của Tiêu Viêm mới có thể tăng lên đến bát tinh. Bây giờ Ký Anh bày ra thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Viêm tăng lên tới bát tinh mới có khả năng chiến một trận, nhưng bây giờ chỉ có 5 người, có lẽ có thể cưỡng ép thi triển, mọi người, liều mạng. Tiêu Viêm trên trán nổi gân xanh, mọi người tự nhiên cũng là hiểu ý, nghiến răng nghiến lợi, đấu khí toàn bộ hướng Tiêu Viêm hội tụ mà đi, đã đến gần vô hạn thất tinh đỉnh phong, bất quá muốn thật vượt qua đến bát tinh, cần không phải chỉ một chút, bất quá còn tốt, mọi người thực lực nhao nhao, đều đã từ lục tinh đỉnh phong tăng lên tới thất tinh. Oanh, Tiêu Viêm trong thân thể phát ra một tiếng ầm vang, đấu khí hướng tứ phương khuếch tán mà ra, trong không khí phát ra to lớn trầm đục, trên người áo bào không gió mà bay. Tiêu Viêm giờ phút này điều động tất cả thiên hỏa, toàn bộ tóc biến thành hỏa diễm, như có như không, tay áo vung lên, thể nội linh ấn hóa thành một vệt sáng bay đến đỉnh đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bước chân dừng lại, chùm sáng lập tức đem Tiêu Viêm bao khỏa, lấp lánh ở giữa ngưng làm ra một bộ linh khải, khí thế mạnh mọi người nhao nhao lạnh tê, bát tinh, nguyên lai mạnh như vậy. Tiêu Viêm mặt mày cao gầy, nhìn Ký Anh, mặc dù Ký Anh cho Tiêu Viêm áp bách còn có, nhưng cùng với lúc là thất tinh đỉnh phong đã giảm bớt, chí ít sẽ không còn là cảm giác không thể địch nổi. Đã tăng lên tới bát tinh, có ý tứ, thật có ý tứ, đến, để ta giết chết ngươi, rồi sẽ lại ăn ngươi, khặc khặc. Ký Anh trong mắt tràn ngập tò mò cùng ánh mắt tham lam với đồ ăn, hành động của Tiêu Viêm đã để Ký Anh càng ngày càng hưng phấn. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Ký Anh một chút, giả thần giả quỷ. Tiêu Viêm trên trán nổi lên hồng quang, trên trời cùng, trên mặt hồ lập tức phân biệt một hiện ra hai cối xay một trắng một đen, hai cái ước chừng trăm trượng, tại lúc hai cái cối xay đảo ngược chậm rãi chuyển động, một cỗ linh hồn chi lực cường đại đi bao phủ Ký Anh. Linh hồn đấu kỹ, không tệ. Tiêu Viêm ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực, còn giống như là thủy triều, cối xay khổng lồ vận tốc quay càng lúc càng nhanh, Ký Anh hai mắt phát đỏ, xem ra linh hồn cối xay của Tiêu Viêm đối với Ký Anh có tác dụng, trên thân Ký Anh hắc khí tràn ra, hóa thành từng cây kim châm bén nhọn, hắc khí ngưng tụ hắc châm càng ngày càng nhiều, trong lòng mọi người bỗng nhiên siết chặt, trông thấy hắc châm về sau, tất cả mọi người nội tâm đều tại thời khắc này xuất hiện nguy cơ tử vong, châm màu đen không lớn, ám kim quang mang lại lóng lánh đen như mực, giống như cứng rắn giống như mềm, lại phảng phất là chất lỏng ngưng tụ thành. Long Ý tranh thủ thời gian phòng ngự, vặn vẹo long thân to lớn bảo vệ mọi người. Trước mặt Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, hắn biết Long Ý giờ phút này liều mạng, lúc trước đã trúng phải độc, giờ phút này nếu như đón thêm chiêu này, Long Ý sợ là thật phải bỏ mạng ở đây. Long Ý, không thể, Tiêu Viêm gầm thét, trên trán nổi gân xanh, còn không có chờ Tiêu Viêm nói xong, hắc châm đột nhiên co vào, co rút lại thành một đoàn, sau đó trực tiếp nổ tung,
khoảng chừng hàng vạn cây hắc châm hóa thành đầy trời mưa đen, đổ ập xuống hướng bốn phía quét bắn đi. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, thân hình khế động liền đến trước người Long Ý, hắn tuyệt không thể để Long Ý lại tiếp nhận thêm tổn thương. Tiêu Viêm thân hình lập tức bành trướng, che cản phần lớn thân thể Long Ý, trên người linh khải quang mang lấp lánh, linh khải nhan sắc lộng lẫy, cái linh khải này đã bao hàm Tiêu Viêm hấp thu tất cả linh ấn, thánh giáp hộ ấn, nộ diễm phần ấn, phá pháp linh ấn, gào thét ấn, ngũ hành linh ấn, linh khải màu sắc không chỉ có nhiều loại, bên trong áp giáp hơi mờ còn có thể nhìn thấy lưu quang ở trong đó du tẩu. Cha, Long Ý lập tức kinh hãi, Tiêu Viêm đối với Long Ý nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, dày đặc hắc châm phô thiên cái địa, Tiêu Viêm thân thể khổng lồ đỡ được tuyệt đại bộ phận hắc châm, trên người linh khải lập tức phát ra âm thanh ken két, nhưng lại không có vỡ nứt, phốc, Tiêu Viêm phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ vẩy vào phía trên long thân Long Ý, máu tươi hóa thành lửa, con mắt một mảnh xích hồng, ngưng, Tiêu Viêm một tiếng quát mắng, máu tươi như vật sống, du tẩu cùng toàn thân Long Ý, chợt Long Ý phun ra một miệng lớn kim sắc máu tươi, trong máu hiện ra lam u quang mang. Nguyên lai Tiêu Viêm đang dùng tinh huyết để bài độc cho Long Ý, Tiêu thiếu, cha, ta không sao, đừng lo lắng, nghĩ biện pháp xử lý hắn, Tiêu Viêm trầm giọng nói, vừa mới công kích đã làm Tiêu Viêm bị thương, bất quá cũng không phải là quá mức nghiêm trọng, Tiêu Viêm tại đoàn đội đấu kỹ tăng lên, miễn cưỡng đạt đến bát tinh, lại tăng thêm linh ấn hóa thành linh khải giúp Tiêu Viêm chặn lại phần lớn tổn thương, Tiêu thiếu, công kích ký anh sau lưng của hắn, đó mới là mệnh môn chân chính của hắn, Nam Nhĩ Minh vội vàng nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu, khó trách trước đó công kích của mình đối với ký anh hoàn toàn không có hiệu quả. Ký anh vừa mới bị Tiêu Viêm bổ mà đã hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt, bên trong băng tuyết lĩnh vực của Tự Ảnh, toàn bộ hắc châm của ký anh đều băng tán mà đi, trên bầu trời, cối xay đen trắng sụp đổ mà đi, Tiêu Viêm thân hình hóa thành bình thường, trên người linh khải đã có một ít vết rách nhỏ, Tiêu Viêm tự nhiên chú ý tới, nhưng giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều, bạo lực đan sắp hết hiệu lực, nhất định phải bắt lấy mỗi một khắc một giây, Tiêu Viêm Thiên Xích Vô Ảnh bây giờ đã tu luyện đến đệ tứ trọng, cái này Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều không thể đạt tới đệ ngũ trọng. Ngàn thước hợp nhất, cái này mặc dù vẻn vẹn chỉ lệch một thước, nhưng thực lực lại là bay vọt về chất, Tiêu Viêm cũng rất minh bạch một thước này, nếu muốn vung ra nhất định phải đến thực lực bát tinh, Tiêu Viêm đầu đôi mắt khép mở, có thể trông thấy một đám lửa tại trong mắt thiêu đốt, Tiêu Viêm thân thể thẳng tắp huyền lập giữa không trung, linh khải mặc dù có chút vỡ tan, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng đến khí thế của hắn, bát tinh thực lực trên người Tiêu Viêm bày ra, phảng phất càng cường đại, một phần khí thể, liền xem như ký anh cũng không kịp, thiên hỏa tuyên cổ xích thật chặt giữ tại trong tay Tiêu Viêm, thiên hỏa từ thể nội hắn phun ra ngoài, hóa thành từng đầu thiên hỏa rồng. Tại không trung uốn lượn mấy vòng rồi vây quanh Tiêu Viêm, tại thời khắc này Tiêu Viêm như hỏa diễm tôn giả, đem thiên hỏa tuyên cổ xích chậm rãi giơ lên, hỏa long thuận theo thiên hỏa tuyên cổ xích uốn lượn, thiên xích vô ảnh ngàn thước hợp nhất, Tiêu Viêm quát lớn, bây giờ thực lực bát tinh, hắn rốt cục đụng chạm đến thiên xích vô ảnh đệ ngũ trọng, ngàn thước hợp nhất, khí thế mạnh, trước kia hoàn toàn không thể so sánh, nhiệt độ chung quanh cấp tốc kéo lên, thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên bộc phát ra mãnh liệt ánh lửa, Tiêu Viêm còn không có vung ra, nhưng giờ phút này chung quanh lại trông thấy từng đạo thước ảnh xuất hiện, dày đặc không ngừng phủ hiện tại chung quanh, một vòng hướng bốn phía khuếch tán, chỉ một lát, cả vùng không gian hiện đầy thiên hỏa tuyên cổ xích, mỗi một đạo đều còn như thực chất, đám người Long Ý đều đứng sau lưng Tiêu Viêm, bọn hắn giờ chiến đấu không có cách nào, càng không cách nào trợ giúp Tiêu Viêm, tiến lên cũng chỉ làm cho Tiêu Viêm thêm phiền phức, bọn hắn chỉ có thể không ngừng dùng đan dược tiếp tế đấu khí, vốn là ít người, đoàn đội đấu kỹ đã chịu siêu phụ tải, mọi người giờ phút này toàn bộ đều dựa vào đan dược giáng chống đỡ, một kích này của Tiêu Viêm là mạnh nhất, cũng là thứ quyết phân thắng thua một khắc cuối cùng. Ký Anh giờ phút này ngẩng đầu, ánh mắt nhắm lại, Tiêu Viêm tự hồ để hắn cũng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, Ký Anh trong tay lắc một cái, xuất hiện một lá cờ, bầu trời bồng lập tức mở đi, trên lá cờ cao thấp đột ngột, nhìn kỹ lại, có thể thấy được phía trên có từng cái đầu lâu, giống như im ẳng thét lên, phảng phất nhận hết thống khổ, muốn giãy giụa từ trong cờ ra, ba vạn hồn phiên, khặc khặc, đem bọn hắn toàn bộ đều ăn hết đi, Ký Anh vung vẩy hồn phiên biến thành trăm trượng, từng đạo hồn phách từ bên trong hồn phiên xông ra, mỗi một đạo hồn phách mang theo oán niệm, điên cuồng hướng bốn phía xông loạn cắn xé. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.